May quá, kịp giờ để chào đón tất cả quý vị đến với chương trình Chuyện Đông Tây Kỳ Thú. Thưa quý vị, Đào Duy vừa có một cái chuyến đi từ phương Đông sang tận phương Tây, áo quần rách rưới hết. Nhưng điều quan trọng, có những tin cực kỳ hấp dẫn phải gửi đến mọi người ngay sau đây. Mời quý vị cùng theo dõi liền và ngay lập tức quý vị nha. Thưa quý vị, chắc hẳn là nhiều người trong chúng ta đã từng biết cách sử dụng bàn tay để tạo bóng in lên trên tường theo cái mô hình như thế này đúng không ạ? Nhưng mà liệu chúng ta có thể tạo ra những cái bóng với hình thù phức tạp hơn hay không? Chẳng hạn như là mình làm thành nguyên một cái hình ảnh cung điện thì như thế nào ạ? Với những ngón tay linh hoạt và sự sáng tạo tuyệt vời thì một nghệ sĩ chuyên biểu diễn rối bóng ở Ấn Độ đã tái hiện hình ảnh của gần như tất cả mọi thứ. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi những tác phẩm độc đáo của ông ấy ngay sau đây nhé. Với cách sắp đặt khéo léo, kết hợp nhiều ngón tay, nhiều bàn tay lại với nhau, nghệ sĩ người Ấn Độ Amasen có thể tạo ra những cái bóng trông giống hệt như nhiều danh thắng trên thế giới. Từ quảng trường đỏ ở Nga, cung điện Taj Mahal ở Ấn Độ cho đến vạn lý trường thành của Trung Quốc. Có rất nhiều người đã xem màn trình diễn đặc trưng này của tôi được phát sóng qua nhiều kênh truyền hình trên thế giới. Tôi có thể chỉ ra khi nào mình sử dụng các ngón tay. Chỉ cần đưa những ngón tay lên nhịp nhàng, đơn giản thôi. Tuy nhiên, điều khó nhất là phải làm thật đúng lúc. Ngoài ra, nghệ sĩ Amazon còn kết hợp cách tạo bóng từ bàn tay với những hình ảnh đồ họa, tạo nên những hiệu ứng đẹp mắt. Hầu hết các đoạn video ghi lại những màn trình diễn của ông đều nhận được hàng triệu lượt người xem. Wow! Thưa quý vị, thiên nhiên là một nguồn cảm hứng vô tận cho sự sáng tạo của con người, và nhất là đối với những người làm nghệ thuật vốn có trí tưởng tượng phong phú. Ở nước Đức thì có một họa sĩ yêu thiên nhiên đã nghĩ ra một cách độc đáo để thể hiện tình yêu của mình. Đó chính là vẽ tranh bằng các yếu tố tự nhiên như là ốc sên nè, nước mưa nè và cả côn trùng. Những bức tranh trừu tượng theo trường phái siêu thực với nhiều chi tiết khác lạ này là tác phẩm của họa sĩ Maximilian Ruffer. Để tạo nên những tác phẩm này, anh Ruffer đã sử dụng một loại hóa chất để phủ lên giấy. Chúng ghi nhận lại các hình ảnh, những dấu vết chuyển động của các loài ốc sên hay côn trùng trên mặt khuôn vẽ. Ngoài các loài động vật, anh Ruffer còn sử dụng đến các hiện tượng thiên nhiên như mưa, gió để vẽ tranh. Chỉ cần dùng các giọt nước mưa là anh đã có thể sáng tác nên một tác phẩm về bầu trời đêm đầy sao sáng, lấp lánh nhất. Người họa sĩ tài năng này còn cho biết anh chỉ đóng vai trò như một phụ tá giúp thiên nhiên vẽ nên những bức tranh có một không hai này. Là một nhân viên bảo tồn những tác phẩm nghệ thuật đã về hưu, sống tại bang Maryland của nước Mỹ, thì đối với ông Clark Bedford, bất cứ thứ gì cũng có thể trở thành vật liệu để sáng tạo nghệ thuật. Và đôi tay của ông ấy thì những thứ tưởng chừng đã bỏ đi lại trở thành những tác phẩm sinh động hết sức kỳ lạ. Mời quý vị cùng theo dõi nhé. Bên trong ngôi nhà của ông Clark Bedford tại thành phố Hyattsville như là một thế giới khác hẳn với sự ồn ào náo nhiệt bên ngoài. Đó là những căn phòng bừa bộn với đủ thứ loại vật liệu, phế thải, trong đó có những miếng kim loại, mảnh gốm sứ, miếng nhựa, các bộ phận xe hơi mà ông đã nhặt nhạnh ở xung quanh hay tìm mua ở những cửa hàng cũ, xưởng sửa chữa xe cộ. Ngoài những tác phẩm như ông sáng tác theo ý tưởng của chính mình, còn có không ít món được ông sáng tạo dựa theo hình ảnh các nhân vật nổi tiếng hay những bức tượng tại các danh thắng. Không chỉ sáng tạo nên các vật trưng bày, người đàn ông này còn kỳ công thiết kế ngôi nhà của mình trông như một viện bảo tàng với đa dạng các món đồ trang trí gây ấn tượng mạnh với du khách ngay khi họ vừa đặt chân vào. Và chiếc xe hơi mà ông điều khiển hàng ngày cũng có thể xem như một tác phẩm nghệ thuật di động. Mỗi khi ông lái xe trên đường, luôn có những ánh mắt nhìn theo bởi sự hiếu kỳ. Sẵn đang nói về những câu chuyện sáng tạo thì ngay sau đây sẽ là một sự gợi ý dành cho những ai yêu thích sáng tác tranh cát, một loại hình nghệ thuật phổ biến với nhiều nước trên thế giới. Với hai hình thức sẽ là vẽ tranh động và vẻ tranh tĩnh. Tim Bengel là một họa sĩ người Đức theo trường phái là vẽ tranh cát tĩnh. Anh ấy nổi tiếng nhờ bức vẽ tuyệt đẹp về cung điện Versailles của Pháp vào năm 2016. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau gặp gỡ chàng họa sĩ trẻ đầy tài năng này nhé. Họa sĩ Tim Bengel người Đức ngay từ nhỏ đã rất yêu thích các tác phẩm nghệ thuật. Trong một lần đến tham quan Viện Bảo tàng Nghệ thuật, Tim đã cố gắng vẽ lại các tác phẩm được trưng bày. Sau nhiều năm rèn luyện, Tim đã xuất sắc chiến thắng trong một cuộc thi vẽ vào năm 18 tuổi. Và cũng thời gian đó, anh bắt đầu theo đuổi nghệ thuật vẽ tranh cát.
Khi bắt đầu vẽ tranh, Tim Bengel sẽ phủ một lớp keo dính lên khuôn vẽ, rồi sau đó dùng các màu đen rắc lên để tạo phần nền. Tiếp theo, anh sẽ phủ một lớp cát trắng và bụi vàng lên đó để hoàn thiện các chi tiết đã định sẵn. Và sau khi hoàn thành, anh đổ lớp cát thừa ra. Thế là một bức tranh cát đẹp tinh xảo được ra đời. Và thông thường, Tim Bengel mất khoảng 80 giờ đồng hồ để hoàn thành một tác phẩm. Những bức vẽ nhiều chi tiết hơn có khi phải mất cả tháng làm việc. Những bức họa từ cát và vàng cũng đã kết thúc chương trình Chuyện Đông Tây Kỳ Thú ngày hôm nay. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của tất cả quý vị. Và hy vọng rằng là với những gợi ý về những cái tác phẩm nghệ thuật vừa rồi thì quý vị cũng có thể biến ngay cái không gian nhà mình trở thành một cái nơi sáng tạo ra những cái yếu tố nghệ thuật hết sức độc đáo quý vị nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.